Vừa làm vòng xe Vin chạy sướng thật anh em ạ. Đúng là trong phân khúc, trong tầm tiền loanh quanh khoảng 1 tỷ xe lướt thì không có xe nào chạy sướng như Vin được. Quá ngon. Hôm trước thì tôi có giới thiệu đến anh em chiếc VinFast Lux A phiên bản Plus, là bản nâng cao, giá 915 triệu dành cho một chiếc xe 2020 biển Hà Nội. Có anh em chia sẻ rằng anh ơi nếu mà như thế em hạ một chút đời, tức là lùi đời xuống 29, em có lấy được xe bản cao cấp nhất không, bởi vì em thích tốc độ. Đây, có ngay. Chiếc xe này cũng là Lux A nhưng là phiên bản cao cấp nhất Premium 2019 biển tỉnh, chạy 1,4 vạn, và hiện tại thì tôi đang chào bán là 930 triệu. Toàn bộ 125 xe của Việt Nhật bán ra, tôi cam kết với anh luôn là không đâm đụng, không làm nước, không tranh chấp pháp lý. Xe này thì mới chạy có 1,4 vạn thôi, tôi cam kết với anh em luôn là không tua cả km. Rồi ok nhá. Phiên bản cao cấp này thì nó sẽ khác với cái phiên bản Plus nâng cao ấy. Thứ nhất là khối động cơ. Cái bản Plus, bản nâng cao thì nó chỉ có 174 mã lực thôi, còn con này thì 228 mã lực. 228 mã lực dẫn động cầu sau 2.0 tăng áp turbo. Có nghĩa là nó chỉ kém 30 mã lực so với Mercedes C300 AMG. Con này tăng tốc từ 0 lên 100 thì tôi dự nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7,5 giây. Chưa công bố đâu nhưng mà với thông số này thì sẽ khả năng tầm đấy. Cái thứ hai nó khác nữa là ở cái bộ la răng này và một số cái tính năng nhỏ thì bên trong thôi. Phần lớn sẽ nằm ở động cơ. 930 triệu, anh em quất không ạ? Chạy sướng lắm, đạp phát lút cán luôn. Anh em phần đầu thì vẫn tương tự thế này, tất cả đều đèn full LED hết. Cảm biến góc trước, cảm biến trước đầy đủ, không thiếu gì. Logo rất đẹp. Ở bên này thì mình có một bộ la răng sắc nét hơn so với cái phiên bản Plus là bản nâng cao nhá. Mình có la răng phay cắt luôn, full phè phè tính năng. La răng này là do các kỹ sư Ý thiết kế nhá. Cam 360 này, cam trên gương, tất cả các thứ không thiếu gì cả. Phải công nhận là trong cái tầm giá này Vin chạy sướng thật. Sướng chưa từng thấy luôn. Đấy, cốp điện đấy chứ. Anh em nhìn quả cốp này, đúng là Vin xe sản xuất cho người Việt, thấu hiểu người Việt không? Kinh khủng quả cốp. Dưới cùng nha, anh em sẽ không có kích lốp để phòng dụng cụ sửa chữa đâu, mình chỉ có cái bơm lốp với cái vá này thôi. Đấy. Chiếc xe này là nội thất màu đen, còn bên trong ngoại thất màu đen nhỉ? Bên trong nội thất cũng màu đen luôn. Đây, tôi vào xe cho anh em xem luôn. Đây nhá. Nội thất ghế da là nó cũng gọi là hơi đen mờ mờ chứ nó không phải đen xì đâu. Da Nappa mềm lắm, càng ngồi càng mềm. Nổ máy phát. Start top để nổ thông minh rồi. Anh em thấy giống Beam không ạ? Bộ lăng các thứ giống hệt Beam, cần số này. Đấy, bởi vì Vin này thì là phát triển chung trên nền tảng của Beam 520 mà. Đấy, nên là anh em 5 series anh em sẽ thoải mái luôn. Màn hình rất đẹp. Điều hòa thì siêu mát luôn, có cả chức năng max AC. Hạ nhiệt độ thấp nhất có thể, hai vùng độc lập. Nói chung là không chê trách được gì cả. Phanh tay điện tử các thứ có đầy đủ hết nhá. Đối với chiếc Vin này thì quan điểm cá nhân của tôi ấy là không phải chỉ Vin Lux A đâu mà tôi chê cả tất cả cái dòng Vin luôn. Thật sự các anh em sale bán hàng nếu mà nghe được thông tin này thì chắc cũng thông cảm giúp tôi thôi. Đó là với những chiếc xe như này nhưng mà Vin lại không trang bị bất kỳ một cái hệ thống chế độ lái nào cả. Anh em sẽ chỉ có duy nhất một chế độ lái thôi. Ví dụ mình có 3-4 chế độ lái như kiểu Eco, Comfort hay Sport ấy, để nó can thiệp sâu hơn vào giảm sóc, vào vô lăng, vào hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống phanh điện tử giống như Mercedes thì có lẽ là cái cảm giác lái nó sẽ thích thú hơn. Còn về cơ bản thì khá ok đối với dòng xe Vin này. 930 triệu. Nếu mà anh em nào cân đối về giá cả xe mới xe cũ thì có thể liên hệ với số hotline của bạn sale, tôi đã đính kèm sẵn trên video rồi để anh em tham khảo thêm về giá xe mới nhé, trước khi mình đưa ra quyết định. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Đừng quên like, subscribe và bấm nút chuông để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.